Phương Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh tin tức. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi qua mỗi bản tin. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khiếp, cựu chủ tịch SCB được Trương Mỹ Lan thưởng Tết 40 tỷ, tôn thờ bà như một vị thần. Trương Huệ Vân lần đầu nói về mối quan hệ thân thiết với nữ hoàng, gọi là mẹ, tin tưởng tuyệt đối. Thưa quý vị, phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều tình tiết mới hấp dẫn. Gây chấn động nhất có lẽ là màn thưởng Tết 40 tỷ đồng cho cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng. Theo đó, ngày 7 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Hội đồng xét xử bắt đầu với phần xét hỏi đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 84 đồng phạm. Là người thứ hai được thẩm vấn bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, được cho Mỹ Lan trả lương 500 triệu đồng một tháng, nhận tiền thưởng Tết 40 tỷ đồng năm 2020-2021. Bùi Anh Dũng trình bày làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tín Nghĩa từ tháng 5 năm 2009. Sau khi hợp nhất, Dũng làm việc tại SCB với nhiều vị trí Bùi Anh Dũng khai biết rõ khoản vay nào là khoản vay của Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay của Trương Mỹ Lan SCB chỉ ký kết hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Thực tế, các đơn vị tại SCB không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng. Bị cáo nhận thức rõ các bị cáo là công cụ của Trương Mỹ Lan. Lương của bị cáo được chia làm nhiều thời kỳ, thấp nhất là khoảng 70 triệu và cao nhất là 500 triệu đồng. Ngoài lương ra, Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu có báo cáo cho ngân hàng nhà nước biết, bị cáo Bùi Anh Dũng nói và cho rằng khoản cổ phiếu được Trương Mỹ Lan cho là để khuyến khích nhân viên đang làm việc tại SCB. Ngoài 500.000 cổ phiếu, bị cáo còn được nhận thêm khoản nào từ Trương Mỹ Lan nữa không? Chủ tọa hỏi. Trả lời hội đồng xét xử bị cáo Dũng khai còn được Trương Mỹ Lan thưởng 40 tỷ đồng vào dịp Tết 2020-2021. Việc chủ cho nhân viên là chuyện bình thường, nhân viên chấp hành tốt thì chủ mới cho. Bị cáo Dũng nói và mong muốn nộp lại 40 tỷ đồng. Bị cáo dùng 40 tỷ đồng được bà Lan thưởng để mua căn nhà đang bị kê biên, gửi tiết kiệm mua trái phiếu cổ phiếu của SCB tổng cộng 30 tỷ đồng. Hiện gia đình đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo đã khắc phục được 35 tỷ đồng bị cáo Dũng trình bày gây thiệt hại cho SCB hơn 187.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 12 năm 2020, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng với các vai trò quản lý khác nhau đã ký 254 tờ chỉnh thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích. Phương án vay vốn có tổng dư nợ đến tháng 10 năm 2022 là 209.000 tỷ đồng. Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan gây hậu quả thiệt hại cho SCB hơn 187.000 tỷ đồng. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị SCB đã ký 158 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị, 144 nghị quyết đồng ý cho 143 khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 207 khoản tại SCB có dư nợ đến tháng 10 năm 2022 hơn 203.000 tỷ đồng. Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 104.000 tỷ đồng của SCB và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi suất phát sinh 26.000 tỷ đồng. Bùi Anh Dũng bị xét xử hai tội danh, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, khung hình phạt 20 năm, tù trung thân hoặc dựa cột. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan muốn đòi nợ để khắc phục hậu quả. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho biết bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn trình nguyện vọng trong đó nêu hiện một số cá nhân đang thiếu tiền của bị cáo lan nên cho phép con gái và cháu bà lan gặp những người này để thu hồi đòi lại tài sản hội đồng xét xử nói rằng không có bất kỳ quyết định cấm nào đối với việc người nhà của các bị cáo thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả tòa tạo điều kiện cho bị cáo lan và các bị cáo thu hồi tài sản khắc phục thiệt hại trong vụ án chủ tọa cũng nói rằng bị cáo cần đưa danh sách những ai thiếu nợ thay vì ghi chung chung như hiện nay các bị cáo cần đưa danh sách ai nợ ở đâu nợ bao nhiêu nếu bị cáo đề nghị chủ tọa phiên tòa nói. Buổi chiều ngày 7 tháng 3, Hội đồng xét xử cho biết luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ chồng bà Lan đã nộp cho Hội đồng xét xử đơn của bị cáo Chu Lập Cơ xin được ủy quyền cho Chu Duyệt Phấn con gái bị cáo liên hệ các cá nhân đơn vị để thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nói rằng đơn của bị cáo Chu Lập Cơ vẫn trùng trùng như đơn của vợ bị cáo nộp cho Hội đồng xét xử lúc sáng cùng ngày. Thôi xong! Người dân cả nước hốt hoảng khi hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường, hóa ra phía điện lực bí mật làm điều này ngay trong kỳ nghỉ Tết, muốn qua mặt sao? Thưa quý vị, quá bất ngờ và khó tin, chỉ sau dịp Tết Nguyên đán, việc giá điện trên cả nước bất ngờ tăng cao gấp 2 đến 3 lần ngày thường, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang. Tình hình kinh tế khó khăn, các khoản chi phí sinh hoạt tăng cao, hóa đơn tiền điện nước nhảy vọt khiến ai ai cũng hốt hoảng lên tiếng và cho rằng thực sự hợp lý, thiếu minh bạch. Đáng nói, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nhiều hộ gia đình phát hiện tiền điện sau Tết nhảy số kỳ lạ và mức tiền đóng cao gấp nhiều lần so với những tháng còn lại. Đáng nói, nhiều hộ gia đình cũng bán tín bán nghi phải chăng phía điện lực đã đứng sau tác động dẫn đến tình trạng này. Một số ý kiến cho rằng các dịp Tết lễ thì chắc chắn mức tiêu thụ sẽ tăng cao nhưng không thể nào cao ngất ngưỡng đến như vậy thực hư câu chuyện này ra sao, có hay không sự lấp liếm thiếu minh bạch trong công tác quản lý nhằm trục lợi bất chính, ngay chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời mà người dân chưa kịp nắm bắt tình hình, cũng như thông báo chỉ thị từ phía Tổng công ty Điện lực dẫn đến nhiều luồng ý kiến trái chiều, cùng làm rõ ngay sau đây. Trước những thắc mắc phản ánh trên, đại diện Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã lên tiếng lý giải nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng gấp đôi so với thời gian trước. Theo đó, những ngày qua một số khách hàng ở Hà Nội cho biết vừa nhận được thông báo thanh toán tiền điện của các đơn vị điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, EVN Hà Nội, với hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi so với lần thanh toán gần nhất. Trên thực tế, vào thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2023, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một vài địa bàn khu vực miền Bắc cũng có nhiều khách hàng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. Trước băn khoăn của người tiêu dùng, về lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong thời gian tăng thêm sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng khi tính giá điện sử dụng theo bậc thang. EVN Hà Nội đã cam kết quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo, số mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi. Cụ thể, ông Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc Điện lực thành phố Hà Nội cho biết từ tháng 2 năm 2024, EVN Hà Nội đã triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng thay vì đầu tháng như trước đây. Do vậy, số ngày tính tiền điện của đợt này tăng từ 30 ngày, nâng lên thành 57 ngày, gồm số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và tháng 2. Thế nên, hóa đơn tiền điện cần gấp đôi so với tháng trước. Tuy nhiên, dù hóa đơn tiền điện cao thế nhưng quyền lợi của hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô được đảm bảo, do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc cũng được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số theo đại diện evn hà nội việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính toán hóa đơn tiền điện hàng tháng lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường Phó Tổng Giám đốc Điện lực thành phố Hà Nội phân tích, trước đây các hộ dân chỉ số công tơ ngày mùng 3 hàng tháng nhưng với quy tắc mới sẽ chốt công tơ ngày 29 tháng 2, đồng nghĩa số ngày thực tế của kỳ hóa đơn này tăng lên 57 ngày. Như vậy, số kWh để hưởng giá điện bậc 1, bậc 2 sẽ từ 50 kW theo quy định, được giãn rộng tới 92 kW, bậc 2, bậc 3 được giãn rộng từ 100 số lên 184 số. Đến nay, ngành điện ở các địa phương cũng đã giải thích tới khách hàng về lộ trình ghi chỉ số công tơ điện, thống nhất về ngày cuối tháng trên phạm vi toàn quốc, theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước và sẽ hoàn thành công tác này vào năm 2025. Tổng công ty điện lực Hà Nội hiện đang kinh doanh bán điện cho khoảng 2,8 triệu khách hàng với 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến trên các nền tảng số. Đây là điều kiện thuận lợi để EVN Hà Nội đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi ghi chỉ số công tơ điện thống nhất về ngày cuối tháng, để hoàn thành vào năm 2024 sớm hơn một năm so với yêu cầu của chính phủ là 2025. Qua ghi nhận, EVN Hà Nội đã bắt đầu thực hiện được ghi chốt chỉ số công tơ vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại các quận huyện đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật nhân lực ông nguyễn đình thắng phó giám đốc sở công thương hà nội cho biết sở đã có văn bản chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của evn hà nội bởi đây là việc làm cần thiết đảm bảo tính thống nhất trong quản lý giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán quyết toán hóa đơn Bên cạnh đó, đảm bảo những công bằng cho khách hàng sử dụng điện kể cả hộ tiêu thụ sinh hoạt và hộ sản xuất kinh doanh. Đại diện tập đoàn điện lực Việt Nam cũng cho hay, việc thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ điện được EVN triển khai và có lộ trình trong cả giai đoạn từ năm 2023 đến 2025. Theo đó trong giai đoạn này, tùy địa phương lựa chọn thời điểm chuyển đổi ghi chỉ số công tơ phù hợp với điều kiện tại mỗi địa phương, không nhất thiết phải làm ngay đến nay các tỉnh thành phố ở phía nam và miền trung đã hoàn thành chuyển đổi thời gian ghi chỉ số công tơ điện còn lại một số tỉnh thành phố ở phía bắc đang triển khai như vậy việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng chủ động trong việc thanh toán tiền điện cũng như thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định kế toán qua công tác này, ngành điện sẽ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thực hiện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đúng, đủ theo từng tháng, tuân thủ đáp ứng đúng theo yêu cầu quy định nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, thể hiện đầy đủ doanh thu trong năm tài chính phù hợp với chi phí phát sinh trong năm kế toán. Nóng từ ngày 1 tháng 7, chỉ 3 loại tiền lương này được tăng tuyệt vời, hàng triệu dân nghèo khóc nghẹn. Mới đây Quốc hội đã thông qua nghị quyết 104 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày mùng 1 tháng 7. Tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức. Trong chính sách tiền lương mới, phạm vi mức hệ số lương sẽ được mở rộng từ khoảng hiện tại là từ 1 đến 2,34 đến 10 lên thành 1, 2,68 12. Điều này đồng nghĩa với việc mức lương cơ bản nhất của công chức viên chức sẽ tăng đáng kể so với mức lương khởi điểm hiện nay là 3,5 triệu đồng áp dụng cho công chức viên chức trình độ trung cấp với hệ số lương 1,86. Bên cạnh đó, mức lương khởi điểm trung bình cho công chức viên chức cũng sẽ tăng với hệ số lương mới là 2,68, cao hơn hệ số 2,34 như hiện nay. Đối với công chức viên chức có trình độ đại học, mức lương khởi điểm trước đây với hệ số 2,34 là hơn 4,2 triệu đồng mỗi tháng mức lương cao nhất dành cho công chức viên chức ở bậc 3 của chuyên gia cao cấp tương đương mức lương của Bộ trưởng cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ hệ số 10 lên hệ số 12. Như vậy, mức lương cao nhất dự kiến sẽ cao hơn mức 18 triệu đồng hiện nay. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương trung bình của công chức viên chức dự kiến tăng khoảng 30%. Mức tăng cụ thể cho mỗi đối tượng sẽ tùy thuộc vào vị trí công việc, hiệu quả công việc và các yếu tố khác liên quan. Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Ngoài việc cải cách chính sách lương cho công chức, nghị quyết cũng nêu ra việc nâng mức lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi, người có công, cùng một số chính sách an sinh xã hội khác liên kết với mức lương cơ sở. Khi cải cách tiền lương được áp dụng từ ngày 1 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương hưu là 8%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ông Đào Ngọc Dung lại cho rằng mức lương hưu cần tăng tối thiểu là 15%. Hiện tại vẫn chưa xác định được con số cụ thể cho sự tăng lương hưu kể từ ngày mùng 1 tháng 7. Dự kiến nghị định về việc điều chỉnh lương hưu sẽ được trình lên chính phủ vào tháng 5 năm 2024. Tăng lương tối thiểu vùng 6%. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, Hội đồng tiền lương quốc gia cũng đã quyết định thông qua mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024 ở mức 6% và mức lương mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy theo từng vùng. Cụ thể sau khi điều chỉnh, mức lương tối thiểu cho mỗi vùng sẽ là: Vùng 1 sẽ là 4.960.000 đồng, vùng 2 là 4.410.000 đồng, vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 sẽ là 3.450.000 đồng. Trước khi điều chỉnh, mức lương tối thiểu vùng dao động từ 3.250.000 đồng đến 4.680.000 đồng. Ngoài ra, mức lương tối thiểu theo giờ cũng sẽ được điều chỉnh tăng 6% từ ngày 1 tháng 7 với mức lương mới như sau: Vùng 1 tăng lên